Xin chào anh chị, đây là một cái dòng hàng piano cơ Yamaha từ Nhật chúng em mới nhập về. Thì thị trường hiện tại đang rất là khó khăn. Ở những nơi khác thì người ta sẽ nhập những cái dòng nó sẽ kém chất lượng hơn. Thì trong đàn piano nó sẽ chia ra chất lượng gồm loại A, loại B, loại C, loại D. Từ loại B, loại C, loại D trở đi nó sẽ kém chất lượng hơn loại A. Thì cốt là những cái chỗ khác nhập về như vậy là để dễ bán hơn, bán với giá rẻ hơn. Thì ở đây thì công ty âm nhạc Việt Thanh sẽ cố gắng nhập cái dòng hàng loại A, dòng hàng tốt nhất, nhưng mà vẫn để giá cho các anh chị là giá loại C, loại D. Đây thì các bạn có thể xem. Đây là dòng U1E, chúng em đang sale từ 40 triệu năm, còn 31 triệu năm thôi. Bộ máy bên trong còn hơn 90%. Hoặc là trong đây chúng em có cây U2G size cao hơn tí xíu, tiếng nó sẽ mạnh hơn, thoát hơn. Thì cây này thì giá là 43, đang sale còn 32 triệu 5. Đây anh chị có thể thấy phía trong còn rất là ok. Trong đây thì có cái dòng rẻ hơn, đó là U2B. Thì các bạn nào nếu mà muốn mua dưới khoảng 30 triệu thì chúng ta chọn dòng U2B này. Thì chúng em đang sale còn khoảng 25 triệu thôi. Đó, bộ máy còn rất là mới, thoải mái, rất là thoải mái. Đó, hoặc là chúng ta nếu mà muốn một cây size tiêu chuẩn mà như cây U3H size 1m31 mà chúng ta muốn giá rẻ hơn thì chúng ta có thể chọn dòng U3F như vậy. Thì chúng em đang thanh lý cái cây này thì từ 50 triệu còn 33 triệu năm thôi, rất là rẻ luôn, tiếng không thua vậy U3H. Ok, thì sau đây thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm sao để mà chúng ta mua một cái cây đàn, nghĩa là chúng ta tự đi mua mà cũng không cần nhờ, nếu mà không có người đi theo hoặc là có người chuyên gia để chúng ta theo, chúng ta hướng dẫn chúng ta mua, thì cả nhà có thể xem video này để chúng ta có thể tự đưa ra phương án để chúng ta kiểm tra đàn và chúng ta lựa chọn đàn làm sao cho tốt nhất. Ok, không phải lúc nào chúng ta đi mua đàn piano cơ qua sử dụng thì chúng ta có người rành về kỹ thuật và hướng dẫn cho chúng ta. Thì sau đây video này sẽ hướng dẫn cho mọi người là cách chúng ta có thể là kiểm tra một cây đàn để xem nó có còn có ok hay không, và cái linh kiện của nó còn mới hay không. Thì chúng ta bắt đầu nha. Thì sau đây chúng ta sẽ xem cái bàn phím của đàn nó coi còn ok hay không. Thì chúng ta đánh từ cái nốt cao nhất đến cái nốt mà thấp nhất, xem nó có phản hồi tốt hay không và nó có bị kẹt hay bị lúng gì không. Và sau đây thì mở bộ máy đàn ra coi nha cả nhà. Thì khi mà mở bộ máy đàn ra, chúng ta sẽ coi được cái số seri phía bên tay trái nè. Thì nó sẽ thể hiện là sản xuất năm bao nhiêu, thì nó sẽ dao động. Ví dụ như cái này là cái U1E của Yamaha thì nó sản xuất khoảng từ năm khoảng trên dưới năm 1970. Sau đây thì sau đó thì mình sẽ nhờ nhân viên kỹ thuật á, nhân viên tư vấn á, mở ở phía trước đàn ra. Thì đây. Chúng ta có thể xem được ở bên trong búa, dây, chốt nó còn có ok hay không. Thì đây đó, mình trong đây mình thấy nó không có bị côn trùng hay là chuột, hoặc là nó có bị bể vỡ gì á, hoặc là quá cũ. Thì ví dụ như có bộ máy như vậy thì nó ok nè đó. Thì cái hoạt động của miếng thảm này nó cũng còn ok. Thì chúng ta tiếp theo chúng ta mở cái phần phím này ra. Thì các bạn mở mạnh lên nha. Khi mà mở cái phần phím này ra thì chúng ta xem được ở phía trong nè, rất là sâu. Phía trong rất là sâu thì mình có xem trong đây nè, có nó có bị dán hay là bị thằn lằn gì bò vô đây hay không, hoặc là nó có trục chặt ở trong đây hay không. Chúng ta nhìn rất là rõ luôn. Đây, còn rất là mới nha. Thường thì công ty âm nhạc Việt Thanh thì chỉ về hàng loại A thôi, ngoài thị trường thì có loại B, loại C, loại D thì nó rất là cũ. Hàng loại A thì các bạn thấy nó sẽ rất là mới, rất là mượt, hầu như sẽ không bị vấn đề về phím và về búa. Thì ngoài ra thì tiếp theo mình sẽ xem cái phần pedal. Pedal thì nó sẽ có 3 pedal, các bạn đạp thử xem nha. Pedal nhất là pedal giữa thì coi nó có hoạt động bình thường không. Pedal này sử dụng để hãm thanh nè,
pedal đây thì pedal bên phải á, ngoài cùng á, thì chúng ta sử dụng để chúng ta tạo vang cho tiếng. Bên trái á, thì chúng ta khi đào xuống á, thì các bạn có thể thấy nè, búa nó sẽ làm gần cái khoảng cách với dây hơn để giúp cho cái tốc độ đánh nó nhanh hơn. Thì cái này thì thường người nào đánh nâng cao á, sẽ sử dụng nhiều. Đó, buông ra thì nó sẽ nhả như vậy này, các bạn thấy không? Và tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra cái phần phía trong của cái đàn ở phía dưới. Nó rất là, chúng ta kiểm tra kỹ cái phần này. Đó thì chúng ta có thể rê vào. Thì các bạn phía trong nhìn rất là sạch sẽ và dây cũng còn rất là mới, khoảng là 80 trên 80%. Ngoài ra nó có những cái chốt này, bạn thấy không, nó còn bóng nè. Là cái chốt này là nó hơi bị vết nảy xíu, nhưng mà không sao, các bạn có thể nói với kỹ thuật là chúng ta có thể là rửa hoặc là lấy dầu chuyên dụng đi chùi những cái này nó ra, không vấn đề gì hết. Đó, ngoài ra thì chúng ta không thấy vết nứt gì hết, thì nó là một cái đàn ok. Dây thì đương nhiên nó sẽ hơi cũ hơn, nhưng mà nó không như một cái đàn mới, nhưng mà nó cũng trên 80% là ok nha cả nhà. Ok, các pedal nó hoạt động bình thường ha. Pedal hoạt động rất bình thường. Rồi, ok, tiếp theo thì mình sẽ coi ở phía sau sao bo của nó. Vâng, một cái sao bo chuẩn chất lượng mà chúng ta nhìn nó rất là bóng, không có bị nứt. Đó, thì nó có hai thanh hai bên, thì chúng ta có thể là đầu vận chuyển có thể bê, cầm cái này bê nè, rất là ok. Quay gần lại giúp anh nha. Thì đó, các bạn có thể thấy là cái sao bo nó còn chất lượng, nó sẽ không bị nứt gì hết, không có vết nứt. Sao bo rất là chuẩn, rất là cứng. Ok. Thì ngoài ra một cây đàn chất lượng nó phải đi kèm với lại những cái dịch vụ kèm theo. Thứ nhất đó là cái kỹ thuật lên dây phải có chứng nhận tại Nhật Bản để có thể là bảo hành bảo trì cho chúng ta, cho cây đàn chúng ta mượt mà lâu dài. Thứ hai á, là chúng ta sẽ có cái giấy tờ thông quan. Giấy tờ thông quan này là chúng ta để có thể là nói lên là cây đàn nhập chính ngạch và không có, và về cái vấn đề pháp luật á, thì cái cây đàn này nó sẽ đáp ứng tốt. Thì đó, điều đó nói lên là cái công ty người ta thường nếu mà nhập lậu thì chúng ta sẽ dễ bị có vấn đề về pháp lý và sẽ có thể là không thể bảo hành cho các anh chị theo đúng thời hạn mà họ đưa ra. Thì ở công ty âm nhạc Việt Thanh thì bảo hành 5 năm, thì đã cam kết là bảo hành chúng chính xác là 5 năm và lên dây 5 lần cho các anh chị và các bạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xem cái phần mà vấn đề giấy Yuba. Thì cái vấn đề giấy Yuba này là được một cái hiệp hội ở bên Nhật có tên là Yuba, thì để kiểm định cái đàn này và xem cái đàn này về chốt, về cây, về bản cộng hưởng, về dây nó còn ok hay không. Thì công ty Việt Thanh sẽ nhập loại A. Vâng, chốt lại những cái vấn đề mà Khang chia sẻ cho mọi người ở trong video này là chúng ta sẽ có hai cách, là cách nhìn cái bề ngoài của đàn và xem phím và có thể là xem bộ máy bên trong. Thứ hai là chúng ta xem về tất cả các giấy tờ. Và thứ ba thì chúng ta, điều vô cùng quan trọng thì ai cũng biết rồi, chúng ta phải test âm thanh của nó. Chúc mọi người có thể là mua được một cái đàn tốt và giá nó đúng với lại cái mong muốn của mọi người. Chứ chúng ta khi mà chúng ta không có nhiều kinh nghiệm, chúng ta tự lựa đàn thì chúng ta sẽ không có biết được cái kỹ thuật bên trong đàn và âm thanh như thế nào. Thì đó, thì công ty âm nhạc Việt Thanh với những cái nhân viên dày dặn kinh nghiệm sẽ giúp cho mọi người có thể là chọn được một cây đàn chuẩn chất lượng mà giá nó đúng. Ok, xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.